Nếu không có dịch Covid, tiền vệ đa năng người Đức gốc Việt Fabian Vi Ngọc rất có thể đã là thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng từ mùa hè 2021. Tuy nhiên, dịch bệnh cùng những xáo trộn nơi thượng tầng của đội bóng đất cảng đã làm thay đổi mọi kế hoạch. Fabi phải ở lại Đức thêm một năm, còn Hải Phòng được làm mới hoàn toàn với một bàn lãnh đạo cùng các tân binh do đích thân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lựa chọn. Fabian Vi Ngọc sinh ngày 18 tháng 2 năm 1999 tại Gottschalk, Đức. Cha của cậu là ông Vi Ngọc Điện, một người Việt Nam quê gốc ở Lạng Sơn. Ông sang Đức theo diện hợp tác lao động từ thập niên 90, rồi ở lại đây kết hôn với một người phụ nữ bản địa, sinh ra hai người con trai, người em chính là Fabi. Fabi yêu thích bóng đá từ nhỏ, nhưng mãi đến khoảng năm 11 tuổi, gia đình mới thực sự nhận ra khả năng của cậu con trai và định hướng cậu theo học tại câu lạc bộ đào tạo chuyên nghiệp. Đội bóng đầu tiên của Fabi là BSV Unpur. Trong thời gian ngắn lưu lại tại đây, cậu đã được các tuyển trạch viên của Eintracht Braunschweig phát hiện và đưa về học viện. Fabi đã có 8 năm gắn bó với những chú sư tử, bắt đầu từ năm 2010 cho tới 2018. Sau khi tốt nghiệp học viện Braunschweig, tiền vệ 22 tuổi bắt đầu hành trình chơi chuyên nghiệp với một loạt câu lạc bộ ở giải hạng 4 và hạng 5 của Đức, trong đó có Lupo Martini, Inter Leipzig và HSC Hannover. Dù sở hữu gương mặt đậm chất châu Âu, thế nhưng chàng tiền vệ 22 tuổi vẫn có một trái tim hướng về Việt Nam, nơi chôn rau cắt rốn của cha cậu. Chia sẻ với Việt Nam Football 24, Fabi cho hay: "Ở tuổi 22, tôi muốn có một trải nghiệm mới về nghề nghiệp và cuộc sống. Tôi muốn về Việt Nam, quốc gia nơi cha tôi sinh ra, lớn lên, học tiếng Việt và thử thách bản thân ở những cấp độ chơi bóng cao nhất. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn suy nghĩ về việc xây dựng sự nghiệp bóng đá ở Việt Nam và xa hơn là khoác áo các cấp đội tuyển quốc gia tại đây. Việc tìm được một câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Việt Nam sẽ giúp cho giấc mơ này của tôi trở nên rõ ràng hơn." Có một điều mà rất ít người biết, đó là việc từ năm 2017 đến năm 2021, Fabian Vi Ngọc đã có đến 2 lần lỡ hẹn với câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Lần đầu tiên là vào mùa hè 2017, nhân chuyến về Việt Nam tham quan, du lịch và thăm người thân, Fabi đã được kết nối với chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng khi đó là ông Trần Mạnh Hùng để xin cơ hội thử việc. Tuy nhiên, người đứng đầu đội bóng đất cảng đã từ chối. Lần thứ hai là vào mùa hè 4 năm sau đó, tức năm 2021. Thông qua giới thiệu từ Việt Nam Football 24, đích thân giám đốc điều hành câu lạc bộ Hải Phòng đã viết thư mời Fabian Vi Ngọc sang Việt Nam thử việc. Tuy nhiên, bất ngờ là vào thời điểm này, cấp thượng tầng của đội bóng đất cảng lại có nhiều xáo trộn đáng kể, khiến cho vị giám đốc này cùng cấp trên của anh là chủ tịch Trần Mạnh Hùng đều phải rời đi. Thêm vào đó, sự bùng phát dữ dội của dịch Covid-19 tại Việt Nam cũng khiến kế hoạch thử việc bị dừng lại. Fabi ở lại Đức, ký hợp đồng 1 năm với HSC Hannover, vốn đang thi đấu ở Regionalliga Nord, tương đương với giải hạng 4 của Đức. Chia sẻ với Việt Nam Football 24, ông Vi Ngọc Điện, cha của Fabian Vi Ngọc cho biết, ông mong muốn con trai có một công việc ổn định, bất kể là bóng đá hay chuyển sang một ngành nghề khác. Nó cần tìm một hướng đi chắc chắn cho cuộc sống, đá bóng không phải là lựa chọn duy nhất. Tôi biết nó yêu bóng đá, nhưng nếu bóng đá không mang lại sự ổn định, nó có thể dừng lại, đi học hoặc tìm một công việc khác, ông Điện bày tỏ quan điểm. Cũng như Philip Nguyễn, thủ tục nhập tịch của Fabi chỉ còn thiếu một điều kiện là thẻ cư trú. Hiện tại, gia đình anh đang ráo riết tìm kiếm một đội bóng tại V-League hoặc tại giải hạng nhất quốc gia để giúp con trai có cơ hội thử việc và hoàn tất điều kiện còn thiếu, qua đó chính thức trở thành một công dân Việt. Nếu các bạn muốn biết thêm các thông tin độc quyền về cầu thủ Việt Kiều trên toàn thế giới, còn ngần ngại gì mà không bấm vào nút đăng ký kênh Việt Nam Football 24 và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.